Hello tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ đi cùng với cả một bạn đồng nghiệp của mình sang văn phòng của Airbnb trụ sở chính ở châu Âu và mình sẽ đưa mọi người đi thăm văn phòng của Airbnb. Văn phòng của Airbnb khoảng tầm 4 phút đi bộ từ văn phòng Facebook của mình. Đây là cái khu vực ăn, thì cả nếu mọi mình sẽ xuống đấy thì coi cho mọi người xem. Ở phía bên bàn ngồi ăn trang trí rất đẹp như kiểu là của nhà ấy. Có cây này, có sách này, có rất là nhiều công cụ bia này, bia tháp này, rồi cả đồ uống nhẹ drink kiểu là iced tea, lemonade, kombucha. Bên này là có rất là nhiều bia. Bên này là cà phê. Xem bếp của Airbnb có gì thì có hoa quả này, salad này, menu. Đây có rất là nhiều loại như kiểu người gọi là gì nhỉ, pickle, dưa muối với cả thịt gà với cả salmon thì mình có cá này, thịt này, salad có trứng, ai thì trong văn phòng này có những cái góc mà decor rất là xinh như thế này, những bức ảnh ở những cái location mà họ có listing của nhà. Cái bên cái tường này cũng rất là cool này, thì cái tên kia được đặt theo kiểu Irish. Ở đây các bạn cũng có những cái coffee station như ở Facebook á, thì cái này là coffee này. Đây là ảnh của những người host ở Dublin. Các bạn thì có những cái phòng họp rất là cool. Ở đây có một cái phòng họp rất là hammock này. Đây là phía bên này của office, toàn thể office của Airbnb ở đây thì cái tòa nhà này là có 3 tầng. Tầng vừa xong bọn mình xem là nhà ăn này, xong là phòng họp này. Ở bên trên này thì có một tầng nữa thì bây giờ bọn mình sẽ đi lên trên này. Phòng ở đây cũng là đẹp nhất. It's like home. Yeah, and it's a real Airbnb. Oh my god, so cute. Super nice. Mỗi tầng thì các bạn đều có cà phê thuê ở góc bên phải như này. Đấy, tên các phòng này được đặt theo các loại tên khác nhau và các team thì sẽ ngồi bên trong hai bên như vậy. Yeah, đây là toàn bộ view của văn phòng Airbnb trụ sở của châu Âu. Thực ra nó cũng không quá lớn thì so với cà phê thuê, mà thiết kế cũng rất là xinh xắn và độc đáo. Đây là đường mà bọn mình sẽ đi xuống. Thì cái chỗ này nó cũng thiết kế rất là đẹp này. Đây, ở góc này có ghế này. Đây là staircase. Trên đường đi xuống cầu thang thì bạn ấy nói là ở khu này thì để mà barbecue hoặc là để mà mọi người, những cái nhân viên để uống bia rồi là happy hour sau khi làm việc ở cái khu vực này. Rất là xinh.